Những ngày qua trên địa bàn phường 5 thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên xuất hiện những con khỉ xông vào nhà dân phá phách tìm kiếm thức ăn. Nhiều gia đình bày tỏ lo ngại khi có thể gây thương tích cho trẻ em. Những con khỉ này nặng khoảng 10 kg, có bộ lông màu xám, có thể tấn công người nếu bị xua đuổi. Hạt Kiểm lâm thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên nhận định nhiều khả năng những con khỉ lạ này từ thôn Ngọc Lăng, xã Bình Ngọc thành phố Tuy Hòa kéo đến. Trước đó vào năm 2023, khỉ cũng đã vào nhà dân, khu vực thôn Ngọc Lăng, xã Bình Ngọc để phá phách cây trồng. Hạt Kiểm Lâm, thành phố Tuy Hòa thông tin, hầu hết các loại khỉ thuộc loại nguy cấp quý hiếm thuộc nhóm 2B. Và do đó, khi mà phát hiện chúng thì người dân cần báo cho cơ quan chức năng, chính quyền địa phương không được tự ý bắt giữ hay nuôi nhốt.